Nữ thần tượng Lisa của Blackpink tiếp tục làm nên lịch sử khi có lần thứ hai giành chiến thắng hạng mục Best K-pop của lễ trao giải MTV VMA 2024. Vào sáng ngày 12 tháng 9 theo giờ Việt Nam, lễ trao giải của giải thưởng âm nhạc MTV Video Music 2024 đã diễn ra tại New York, Mỹ. Người hâm mộ K-pop đều chờ đón màn xuất hiện của Lisa với tư cách một nghệ sĩ solo, không phải nhóm Blackpink. Ngôi sao người Thái Lan cũng được đề cử 4 hạng mục của giải thưởng năm nay. Không ngoài kỳ vọng, Lisa đã đánh bại những đối thủ mạnh là Jungkook của BTS, Stray Kids, NewJeans, JHG và NCT Dream để giành chiến thắng hạng mục ca khúc K-pop xuất sắc nhất với bản hit solo Rockstar. Trên sân khấu, Lisa gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Blackpink và người hâm mộ của cá nhân cô với tư cách là một nghệ sĩ solo, được gọi chung là Blink và Lily. Nữ ca sĩ trước đó đã giành chiến thắng ở hạng mục này vào năm 2022 cho đĩa đơn solo La Lisa. Hiện Lisa đang nắm giữ kỷ lục nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên nhiều lần thắng giải Best K-pop tại MTV VMA. Trên mạng xã hội Twitter, các từ khóa hashtag về Lisa trở thành xu hướng với hàng trăm nghìn lượt bài. Theo một thống kê, Lisa là nghệ sĩ được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội này cho đến nay. Chúng mình là Top Sao Hàn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất và hot nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.